Exeter 150 bị tuột nồi hao xăng nha nè. Thay nguyên bộ nồi mới ha. Bộ nồi mới bị tuột. Ừ nha. Đây, thay nguyên nồi mới. Lắp ráp gần xong nha nè. Anh em nào cái Exeter 150 bị tuột nồi hao xăng. Nồi kêu máy kêu. Các bạn tìm xe Khánh ha. Tới ngay địa chỉ 462/15 đường 3/2 phường 2 quận 10. Khánh nhận làm nồi thay nồi cho anh em. Bao mạnh bền tiết kiệm xăng. 150 nha nè. Thời gian làm nồi khoảng nửa tiếng là xong rồi ha. Anh em ngồi chờ đợi lấy luôn. Anh em ở xa tới tiệm thì có thể liên hệ Khánh để gửi xe mua hàng. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Đây, chào tất cả anh em ha.